Ông ta hết ra đem qua đây trồng. Cái bông trang nè. Cái nắng là đi. Đi theo mẹ nó mất rồi. Đi về nhà tí nữa hả? Đi ai vậy? Lấy cái giọng đi chứ. Này quá. Dạ lấy chân. Mở giọng đi. Mở giọng đi. Nuôi với anh nuôi là mười mấy ngày, 20 ngày, con mình một con mà. Con đã đi tới giờ nó không có về, vợ đi năm mấy. Vợ đi năm mấy này. Cũng như hai cái tháng ba rồi đó. Cưng ở đây nha. Ở với tôi nè. Ở với mẹ. Anh nói chuyện bình thường chứ đâu có nghe nó nói gì không nhất. Rồi mẹ nuôi hả? Mẹ nuôi cái gì? Vợ đi đâu hả? Đi năm mấy rồi. Rồi cưng có con gì không? Có thằng trai mà nó đi theo mẹ, nó ở bên ngoại nó. Dạ để thấy đúng đi. Đi theo mẹ luôn. Dạ. Rồi cưng bệnh lâu chưa? Dạ con bệnh 13 năm. 13 năm? Dạ. Hết trời ơi. Cái vợ là cưng nhất lắm nè. Nhất không? Bằng đeo cưng nhất không? Dạ. Lúc trước nó nhất, bây giờ nó hết nhất. Đó là anh Duyên đó. Ngoại tử. Có đi đến, đâu có đi được. Đâu đâu đi được đó. Mà bác sĩ ngoại mới cho xe đó. Rồi cưng đi đứng gì được không? Dạ không. Nằm không ạ? Dạ, đi đâu thì ba cổng. Dạ. Rồi ăn uống sao? Mình ăn uống được không? Có bữa ăn được, bữa không. Cái nằm nhỏ nuôi giờ lớn. Quá trời. Chữa vậy? Uống sữa. Uống sữa không ạ? Dạ. Nó nhứt cái giò thôi chứ trong mình không nhứt hả? Dạ. Rồi vợ có quay về thăm cưng không? Không. Đó, ở bằng đêm mình lên vậy hả? Dạ. Vợ mẹ ăn khác hả? Có rồi. Ngủ trong buồn. Rồi có cái này thì đái rồi. Tháng 3 rồi đi rồi. Năm đó đi tháng 3 là đâu cũng... Cái này như mình nằm viện đồ được không gì chú? Nằm viện nó mới sức vậy vậy đó mà. Nói chung nó có bảo hiểm xã nghèo luôn chứ. Nó hỏi 7.000 vậy đó. Quá trời cái giò này. Hơn nữa là nó đây nó cũng cái hộ nghèo của địa phương. Cái nghe hoàn cảnh của cương bệnh đó. Dạ. Nghe mấy đứa nó chàng nó đi xuống thăm cưng. Yeah. Coi hoàn cảnh của cưng như thế nào. Yeah. Rồi mình quay cái clip này nè. Yeah. Lên trên Facebook đó nhờ chị em Mạnh Thường Quân với bên Phật tử giúp cưng một số tiền để cưng trị bệnh. Yeah. Như mình như là cái này là cưng tính ngày mai đi nữa hay gì? Ngày mai nằm viện hay sao? Yeah. Đi hoài vậy nè. Làm mấy rồi đó. Đi hoài. Hát nữa đi con hàng hôm nó điện lên giờ ngày mai chạy xuống chừng nào gì xuống cái gì cho hay điện trang cái trang nghỉ mai đó nè. Ủa trời ơi rồi sao nghe nói mà vợ đi gì mà không có thăm sao không có thăm về không có thăm mà không có hỏi thăm chứ chân về đốt quần áo rồi nó cuốn đồ đi luôn. Như con ở mẹ mà mẹ có nhà riêng rồi qua nuôi cưng thôi chứ đâu phải ở chung mà. Dạ, ở riêng. Mẹ ở riêng, nhưng mà tối qua ở cưng. Dạ. Tôi vợ tôi thường trực, thường trực đây chứ đâu có mà ở riêng gì nữa. Không mặc đái rồi, mẹ đổ. Quần áo nữa là ăn bên đái, đổ cưng cái gì kêu. Dạ. Rồi nhiều khi bằng đêm rồi có đói bụng không? Có, uống sữa. Ủa sao cưng thở vậy là cưng mệt cái gì? Dạ nói chị nhiều nó mệt vậy hả? Dạ. Còn đêm khi nó mệt rồi tôi ra xong hồ tôi ngủ trong đó đó. Dạ. Rồi nó ở ngoài này. Dạ. Chứ bây giờ đâu bỏ được rồi má ơi đái thì bắt đầu đi đổ đái. Dạ. Rồi cái má ơi uống sữa thì lấy sữa xuống mua sữa chịu ốm quá ốm mất mấy tao rồi đó tát mấy ký. Dạ. Nè, con thấy lỡ nè, dạ. Lỡ rồi đi ngoài làm giờ giờ vô thì nữa rồi trừ dưới này nữa nè. Dạ. Nghĩa chú cái gì mà? À. Nghĩa người bác sĩ. Sao có chú Hoài, ông chú Hoài. Chú Hoài chừng. Mày quá rồi, đi quá cổng, ấy
đi qua cổng. Có đi đâu là tối nào không có đi đâu nhưng nằm đi. Ở ra ngoài chợ khoảng gì nữa. Nằm đó cũng mấy tháng rồi. Tôi thấy gì cô bà cô bác Chi Linh mời bà xin cho chiếc xe đó. Chiếc xe ngồi được không? Được, ngồi được mà có hai đền đưa. Cái này bên bên xã cho ai gì? Cái này có ở ngoài 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 chùa mà Chị Miên. Chị Miên á. Chị Miên cho. Cái này có bên mặt trận tỉnh gì đó bên 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 chữ thập đỏ tỉnh gì đó. Còn bị cái xe này đâu có gửi nhà được. Cứu trợ đó cho nó là gửi chùa Miên. Qua chùa Miên lấy. Nhưng mình giao đó mình nằm viện đó là sao? Nằm viện đó thì như mình đóng tiền côn với mà cái khi người ta cho mình hay đóng như như tỷ mà ta xét mình rồi đóng nhiêu tiền thì mình đóng nhiêu vậy đó. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi cái đó là như không gầy như là đi vậy là chế lo chứ đâu có ai đứng ra lo hả? Không. Ai lo dạ có. Dạ chứ vậy. Mô Phật, mô Phật, mô Phật. Ngồi đi. Trời ơi, là con chú nó tròn lên nó kiếp. Tròn kiếp, cứ tròn cái con mệt quá vậy, sao chảy nước mắt vậy? Không nói chuyện nữa không? Nước không hả? Mệt đứa, yếu quá. Nó nghe người ta nói chuyện nó ngóng, nó coi kiếp. Hết biết. Con cũng khổ. Khổ không? Đâu cưng nói là tâm nguyện cưng sao? Mở có tiền đi chị bệnh với anh nợ trả nợ nè, thiếu nợ nè, thiếu nợ lúc còn vợ nè, lúc còn vợ trời ơi mà thiếu không có nhiều, thiếu 6 triệu à, 6 triệu à, thiếu nhà nước 6 triệu lúc còn trước á, thiếu nhà nước nó đi dây giờ còn thiếu 6 triệu à, trời tội nghiệp hết sức không ngay lên. Thế con bệnh nữa con bận giờ như lâu rồi. Thì vậy, nhưng mà giờ đã bệnh rồi nè. Thôi đừng khóc nữa. Để mà bệnh rồi mà khóc hơi mệt. Ỉa đái đồ cô thấy đấy là tôi không chứ nó đâu có chùi được đâu. Đâu có ngồi ỉa thì tôi để xuống để cho nó nằm như rồi chấm mông rồi chùi ở ngoài chợ cũng gì nữa. Bằng đêm có... Có niệm Phật giỡn nó cắt thì bằng tư hả? Có niệm Phật không? Nằm đây niệm Phật thế em. Niệm Phật để cho mình bớt cái cơn đau, có khi đau nhức dữ không chứ? Hả? Bằng đêm nó nhức dữ không? Nó nhức dữ lắm mà bây giờ ông bác sĩ nó cũng như thịt nó bị ấy rồi thành ra nó không có nhức không? Nó tê quá giờ đi hết được rồi. Không vợ này công nhận thì. Rồi đứa con cưng có về thăm cưng không? Dạ có. Vậy nè. Đi thăm bữa nó về. Giờ nó ở trên Bình Dương. Vợ Bình Dương hả? Con. Vợ mặc lên đây. Mặt mày sáng sủa như là bệnh. Đừng khóc nữa. Trời ơi, hồi nhỏ ông đẹp trai lắm à. Cũng mệt nè. Cũng mệt nè. Để có khi đêm từng thức nhăn là liền nha. À. Khát nước cũng nè cũng ra mốt rồi uống sữa. Rồi sao bà sáng chỗ chị Mai rồi mới điện vô lại nó chưa có giống vô. Chị Mai xin rồi ti tiểu thì đổ vô ra cho nó. Khi tao ngủ còn đêm ha, ngủ khi sáng không được được 3-4 tiếng mòn. Nó kêu hoài cho cô ơi. Lớn tuổi rồi ngủ đâu có được như người ta. Bữa này bữa đó chả chả nó cho biết gần của U Minh các cái xã đã biết mà. Cái dự án này vô nó có mà thì không có lắm là. Hôm qua có vô tiếp mấy nha. Nó hôm đó đó. Nó cái đó dưới này là lỗi dữ trời lắm. Nó làm